Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã triển khai nhiều nội dung cụ thể thiết thực, từ đó tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục chuyên nghiệp tiêu biểu của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong việc học và làm theo Bác. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên, tạo sức lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên. Đồng thời, việc học và làm theo Bác còn trở thành phong trào sôi nổi gắn với nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên hiện có hơn 100 đảng viên chi bộ trực thuộc. Để thiết thực trong học và làm theo Bác, Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã lồng ghép việc thực hiện chỉ thị 05 với các phong trào thi đua, cuộc vận động. Điển hình là phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào sinh viên năm tốt và xây dựng thành các chuyên đề toàn khóa hàng năm. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong dạy và học, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục đào tạo. Nổi bật trong năm qua, Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề, mở các ngành nghề đào tạo mới, đáp ứng nguồn nhân lực, phục vụ định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xác định cái khâu đột phá trong thực hiện cái chỉ thị 05, đó là đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp một số các cái ngành nghề mới, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và sơ cấp để phục vụ cái thị trường lao động cũng như là đáp ứng cái yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 đến 2030. Và với cái vai trò cũng như là trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về công tác đào tạo và phát triển các ngành nghề đào tạo, thì từ đầu nhiệm kỳ thì chi bộ phòng nghiệp vụ cũng đã tham mưu đề xuất đăng ký bổ sung một số các cái ngành nghề mới, ví dụ như là nghề bán hàng trong siêu thị trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, rồi nghề nghiệp vụ nhà hàng khách sạn trình độ trung cấp, nghề các cái nghề phi nông nghiệp ví dụ như là nghề trang điểm, kỹ thuật vẽ móng hay là thợ tóc chuyên nghiệp trình độ trung cấp và đào tạo thường xuyên. Và cũng trong năm 2022 cũng như là các cái giai đoạn tiếp theo ấy, thì chi bộ phòng nghiệp vụ cũng sẽ tiếp tục là tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và sẽ chỉ đạo các cái đơn vị trong chi bộ khảo sát các cái nhu cầu và đảm bảo các cái điều kiện cần thiết để tiếp tục là đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp một số các cái ngành nghề mới. Để tạo chuyển biến trong nhận thức cho mỗi cán bộ giáo viên về nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện có hiệu quả chuyên đề mở các ngành nghề đào tạo mới đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường xác định phương châm chỉ đạo đồng bộ ở cả ba khâu: ban hành văn bản, triển khai tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá và đánh giá kết quả. Trong đó đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền về kế hoạch thực hiện chuyên đề thông qua các hội nghị sinh hoạt chuyên môn, lồng ghép trong các buổi giao ban công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để cán bộ, đảng viên và giáo viên được trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến, cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuyên đề. Từ đó, cán bộ giáo viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy với nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả. Cụ thể, trong năm học qua, nhà trường thực hiện việc đào tạo tổng số 15 ngành nghề với các trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng cho gần 2.000 học sinh sinh viên. Ngoài ra, các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp cũng được mở mới như chăn nuôi thú y, thì một số ngành nghề vừa được đưa vào chương trình giảng dạy, đào tạo theo chuyên đề toàn khóa do chi bộ phòng nghiệp vụ quản lý thực hiện đã thu hút được sự quan tâm đăng ký theo học của các em học sinh sinh viên như bán hàng trong siêu thị, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn và các nghề phi nông nghiệp thuộc lĩnh vực làm đẹp, từ đó đáp ứng nguồn nhân lực, các ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ phù hợp với xu thế hiện nay. Hiện tại thì Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã mở được mã ngành về quản lý bán hàng trong siêu thị cũng như nghiệp vụ nhà hàng khách sạn. Và trong năm học 2022 này thì chúng tôi tiếp tục mở thêm một mã ngành mới, đó là mã ngành về logistics. Và cụ thể với ngành logistics là liên quan đến các hoạt động vận tải trong nước và quốc tế cũng như quản lý hệ thống các kho hàng để thực hiện cái mục tiêu của nhà trường
đó là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Điện Biên cũng như các tỉnh lân cận. Trong quá trình học tập thì em được đi thực hành các nội dung môn phận hoạt động kinh doanh siêu thị, được đi thực tế tại các siêu thị, cửa hàng lựa chọn. Vì thế em tin rằng sau khi ra trường em có tay nghề vững vàng và sẽ có cơ hội tìm được việc làm. Nhờ thế mạnh về thời gian đào tạo ngắn, khóa học được tổ chức thường xuyên kể cả trong dịp hè và được hỗ trợ chi phí vật tư đầu vào. Năm nghề phi nông nghiệp thuộc lĩnh vực làm đẹp, hiện nhà trường đang đào tạo là nghề làm tóc, trang điểm, làm móng, spa chăm sóc da và phun xăm thẩm mỹ đang ngày càng được đông đảo học sinh sinh viên lựa chọn theo học. Nhu cầu làm đẹp thì ngày càng tăng lên, đồng nghĩa với việc là nhu cầu nguồn nhân lực đối với nhóm nghề dịch vụ thẩm mỹ tăng cao, cơ hội tìm kiếm việc làm dễ, thu nhập cao. Chính vì vậy nên là nhóm nghề dịch vụ thẩm mỹ này đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các em học sinh sinh viên, các vị phụ huynh cũng như là người lao động. Hơn nữa, thời gian đào tạo ngắn, chỉ từ 3 đến 5 tháng, chương trình đào tạo thực hành chiếm tới 80%, nên sau khi tốt nghiệp, người học có thể thành thạo nghề để tự làm đẹp cho chính bản thân hoặc là tự tạo việc làm để tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Nhưng mà bên cạnh những cái thuận lợi trên thì còn có một khó khăn, đấy là do là cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư thế nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng cho nhu cầu dạy và học, đặc biệt là về nguyên vật liệu. Do đối tượng người học ấy, đối tượng học sinh sinh viên đang học tập là chủ yếu là thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mà chi phí cho vật liệu tiêu hao thì nó chiếm một phần kinh phí không hề nhỏ. Vì vậy là rất là mong trong thời gian tới các cấp có thẩm quyền, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục là quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đầu tư về vật tư tiêu hao để cho giúp cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Quá trình dạy học, nhà trường luôn lấy người học làm trung tâm, tích cực đổi mới áp dụng phương pháp giảng dạy khoa học nhằm hình thành cho người học một số kỹ năng, phương pháp để phục vụ trong công việc. Trong quá trình học tập tại trường, em được thực hành nhiều nội dung liên quan đến nhà hàng khách sạn, được tổ chức những sự kiện quy mô nhỏ và được thực hành gấp khăn, đặt bàn ăn và phục vụ khách theo kiểu Á Âu, lễ tân và buồn phòng. Em muốn là sau khi ra trường là em tự mở một khu homestay và một quán cà phê nho nhỏ để phục vụ khách ạ. Cùng với nhiệm vụ dạy và học, các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên cũng tích cực thực hiện có hiệu quả chuyên đề, mở các ngành nghề đào tạo mới, đáp ứng nguồn nhân lực, phục vụ định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thông qua các hoạt động cụ thể. Việc học và làm theo lời Bác đã và lan tỏa rất là sâu rộng, thì từ đó tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên trong nhà trường nỗ lực hăng say tham gia các hoạt động và học tập, thì đã giúp nâng cao cái chất lượng giáo dục của nhà trường. Và nhận thức được cái tầm quan trọng trong cái việc hướng nghiệp cho học sinh sinh viên, thì đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Điện Biên đã có những cái hành động cụ thể sau. Đầu tiên là đoàn trường tham gia vào các công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Từ đó nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của phụ huynh và học sinh để có những định hướng phát triển cho các em ở địa phương. Tiếp theo, đoàn trường đã tổ chức các cái buổi gặp gỡ giao lưu giữa các doanh nghiệp và các bạn đoàn viên thanh niên để các bạn được tiếp xúc với các nhà tuyển dụng trong tương lai. Ngoài ra thì đoàn trường còn tham mưu cho đảng ủy nhà trường để kết nối với các doanh nghiệp ký kết hợp tác, giúp các bạn đoàn viên thanh niên có được cái cơ sở để chúng ta thực hành, thực tập, trải nghiệm và kiếm việc làm trong tương lai. Nhờ cụ thể hóa và vận dụng phù hợp nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua và chuyên đề toàn khóa, trong những năm qua, chất lượng đào tạo của nhà trường đã từng bước được đổi mới và nâng cao. Trong giai đoạn 2019-2021, Đảng bộ nhà trường liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc, được Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng và có gần 60 lượt cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 3 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh sinh viên đăng ký học các ngành nghề đào tạo tại nhà trường luôn tăng từ 10 đến 15% so với các năm học trước. Tỷ lệ học sinh sinh viên ra trường có việc làm thường xuyên hoặc việc làm dưới dạng thu nhập thêm đạt trên 50%.